Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ còn có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to và thời gian mưa chủ yếu là vào lúc chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là 31 đến 34 độ. Sang các ngày 17 và ngày 18 thì mưa rông sẽ giảm nhanh, trời nắng nhiều và nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực đồng bằng của Bắc Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở mức là 33 đến 36 độ. Tương tự tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời có mưa rào và rông trong 24 giờ tới, sau đó mưa sẽ giảm nhanh và trời có nắng nhiều trở lại. Tuy nhiên, nhiệt độ tại đây vẫn duy trì ổn định, cao nhất vào lúc trưa chiều, phổ biến ở dưới ngưỡng nắng nóng. Tại khu vực trung bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế, trời phổ biến là không mưa, có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Tập trung ở khu vực phía Tây, nắng nóng kéo dài nên người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ rất nguy hiểm. Các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân từ Đà Nẵng đến khu vực Ninh Thuận Bình Thuận thì nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh phía bắc của khu vực này với nhiệt độ cao nhất là 34 đến 37 độ. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, quý vị cần chuẩn bị các phương án bổ sung nước cho cơ thể thường xuyên và hạn chế hoạt động lâu ngoài trời vào ban ngày. Ở Tây Nguyên, chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ban ngày sẽ có nắng gián đoạn chiều tối có mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa to và rông mạnh. Trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Với các tỉnh thành miền Nam thì mưa rông cũng xảy ra nhiều nơi vào lúc chiều tối. Từ ngày 17 tháng 6 thì mưa tăng hơn về lượng. Người dân tại đây cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Nam Bộ phổ biến ở mức là 31 đến 34 độ.